ngày 30 tháng 3, ông Trump đã bị truy tố bởi đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan, thành phố New York, vì các cáo buộc liên quan đến việc chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stop Mỹ Daniels trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Theo phân tích của hãng tin Reuters, sự việc này sẽ khiến nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa vốn đã mệt mỏi với ông càng quyết tâm tìm một ứng viên khác. Xa hơn nữa, giả sử ông Trump vẫn được chọn để ra tranh cử tổng thống 2024, các rắc rối pháp lý của ông có thể sẽ khiến các cử tri trung lập ngả về đại diện Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, quyết định của Tòa án New York không có nghĩa sự nghiệp chính trị của ông Trump đã kết thúc. Giờ đây, cựu Tổng thống Trump đang ở vị trí ưa thích của ông, trung tâm dư luận. Ngay từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông đã thể hiện biệt tài tận dụng vị trí này để làm lợi cho mình. Lần này, khả năng cao là ông Trump sẽ cố gắng kéo thêm sự ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa bằng cách lợi dụng quan điểm Đảng Dân Chủ đang vũ khí hóa hệ thống tư pháp để chống lại mình. Bên cạnh đó, bộ phận cử tri không có bằng đại học, lực lượng ủng hộ đông đảo nhất của ông Trump cũng đang tăng đáng kể trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa. Báo Politico dự đoán khả năng cao cử tri không có bằng đại học sẽ chiếm đa số trong cuộc bầu chọn ứng viên của đảng này diễn ra đầu năm 2024.